Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và ứng dụng công nghệ Việt Nhật là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và cải tạo hệ thống điện lạnh, điều hòa không khí cho các công trình công nghiệp và dân dụng. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Song hành với đó là phương châm uy tín là thương hiệu của công ty, chất lượng là lương tâm của người thợ. Khách hàng sử dụng dịch vụ chúng tôi rồi, chúng tôi đã có một dịch vụ là hậu mãi mà chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm bằng các cái dịch vụ sản phẩm có sự cố thì chúng tôi đến khắc phục cho khách hàng ngay từ khắc. Có thể điểm qua một số dự án tiêu biểu của chúng tôi với các đối tác khách hàng như công ty Senatech, BH Flexvina, SBK Vina, Hesung Vina, LG Electronics Hải Phòng. Việt Nhật lấy tiêu chí con người là chìa khóa thành công, uy tín là nền tảng để phát triển, triết lý kinh doanh cho là nhận. Năm năm tới chúng tôi mong muốn trở thành một doanh nghiệp mà có 50 cán bộ nhân viên và với quy mô phát triển ở trên toàn quốc. Nền tảng để phát triển là bền vững. Việt Nhật nỗ lực hết mình vì lợi ích khách hàng. Qua mỗi công trình, dù có thử thách chông gai, tiến độ ngày đêm, con người Việt Nhật, tinh thần Việt Nhật lại được tôn tạo, nuôi dưỡng những giá trị cao đẹp, cống hiến cho đời những ước mơ vươn xa.